Em xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Phong Lan Rừng Đắk Lắk của em nhé. Thì tối nay em lại có một số mặt hàng lên để giao lưu với các bác tiếp tục. Đó, mở đơn đầu tiên là 12 cây trâu giống này. Đó, là giá 250k nhé bác nhá. Cây này cây mít này. Đó. Những cây như thế này này. Đó, em đếm sơ sơ qua thôi thì các bác thông cảm nhá. Vì máy RAM nó yếu mà, ít mà. Đây. Đơn số 2 này là một đơn nhạn, cả giống cả lớn nhá. Là 380k này. Hai cây này. Ba cây này. 4 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 8 cây nhạn nhỏ nhá các bác nhá. 8 nhạn giống này, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 9 và 10 cây nhá, 10 nhận lớn, 8 nhận nhỏ, 10 nhận lớn, 380 này các bác này. Rồi. Rồi chuyển sang đơn số 3 là 4 cây nhạn lớn nha các bác nhá, nhạn đẹp. Đó, là 500k này. Một cây này. Đó, lá xếp rụt rịt luôn này. Nhạn lớn này nha các bác nhá. Cây này thì chưa xuống lá gốc luôn này. Hai cây này. Ba cây này. Đó, rất đẹp. Tuyệt vời luôn. Và 4 cây nha các bác nhá. Đó. Rồi chuyển sang lô số 4 là một đơn 5 gồm 5 nhạn nguyên bản lớn này. Đơn này là có giá 1 triệu nha các bác nhá. Đó, một này, cái này cây là mít này. Xếp rụt rịt luôn này. Hai này. Cây này là mít luôn này. Tuyệt vời. Ba này. Cái này thì lá xếp thôi nhưng mà nó lại rất là rụt rịt này. Đó. 4 này, 5 mít này. Và 5 này. Đơn này rất khủng. Rất đẹp luôn, tuyệt vời. Rồi, đến đơn số 5. Là một đơn nhạn. Đơn này thì có giá 380k. 1 này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. Đó. Năm nguyên bản này 380 các bác nhá. Đơn số 6 là một đơn nhận giống nguyên bản này. Là 250k chỗ này các bác nhá. Đó. Một nguyên bản này. Chỗ này cái nguyên bản này có hai cây này. Hai này. Cái này có ba cây luôn này. Ba này. Bốn này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. Đó. 8 cái này nhá. Đơn số 7 một đơn trâu nguyên bản lớn nha bác nhá. 350k này. Cái này là mid shape thôi. Nhưng mà rất đẹp này. Đó. Bác nào mà thích thì rước em nói về. Đó. Đúng là cây này em sẽ bán với giá là 400k nhưng mà thôi bớt 50.000 bởi vì cái nguyên bản này nó như kiểu là nó dài quá bạn. Đó. Nên em bán chỉ có 350k để bỏ bớt 50k phụ tiền ship với các bác nhá. Đó là mid shape này các bác này. Tuyệt vời luôn. Cây rất to nhá. Đơn số 8 là 250k. Là cho hai nguyên bản trâu này. Một này. Đó. Cái này có hai cây mà một cây này nó cái lá mùa mưa nó bị gãy một lá rồi. Hai này. Đó, mít xếp hết nhá. Đó. Rồi. Sang đơn số 9 là 450k là cho một đơn nhạn nguyên bản chứ này, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Và 6 cây này. Tuyệt vời nha các bác nhá. Đó. Rồi sang đơn số 10 là một đơn combo gồm hai loại nhá. Và 250k này, một cây trâu nguyên bản này. Hai này. Ba này, cái này trâu giống này các bác. 4 này. 5 này, đó và một cây quy tím nguyên bản này. Hai này. Ba này và 4 nhá. 4 quy tím nguyên bản lớn này.
và thêm 5 nguyên bản trâu cả to cả nhỏ này là 250k nhé bác nhé. Rồi đơn số 11 là 300k, một đơn nhạn tiếp này, nguyên bản này, 1 này, 2, 3, 4, 5 này, 6, đó, đơn này chỉ 300k thôi các bạn, vì có cả cây nhỏ cây to á, nên giá nó hợp lý. Thì các bác mà yêu thì hốt em nó về. Còn chuyển sang đơn cuối cùng, đơn số 12 các bác nhé. Đơn này thì gồm 5 cây thôi, có giá 800k, là gồm 5 cây lá mít này, 1 này, lá mít tuyệt vời luôn này, 2 này, 3 này, lá bóng luôn này các bác này, 4 này. Đó, và một cây cuối cùng là cây mít đồng xu nhá. Hôm nay chỉ được đúng một cây này thôi các bạn. Đó, cả nếu mà tính từ hôm bữa là chắc phải 3-4 ngày rồi, hôm nay em mới lại có lại một cây này nè. Đó, cây đồng xu này. Lá tuyệt vời luôn. Các bác nhìn sọc là các bác nhìn thấy yêu rồi chứ không còn phải nói nhiều nữa. Đó. Mít đồng xu này. Tuyệt vời, đó, một đơn này cả một cây mít đồng xu và 4 cây mít thường nhá. Là giá 800k. Thì bác nào yêu thì hốt luôn về em nói về đội của mình nhá. Thôi em hôm nay em chỉ có một số mặt hàng như vậy thôi. Bác nào yêu đơn nào thì gọi về trực tiếp về số điện thoại của em nhá. Chào các bác.